Hello mọi người. Nếu bạn vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi thì hãy dành vài phút thư giãn để get unready cùng với Linh nhé. Mình rất thích ở nhà nên trong một tuần dù bận rộn như thế nào thì mình cũng sẽ luôn luôn dành một buổi chiều cuối tuần để nghỉ ngơi hoàn toàn và chăm sóc cho bản thân, tạm gác lại tất cả những công việc và lo nghĩ bên ngoài. Với mình thì cảm giác tuyệt vời nhất khi trở về nhà chính là được thấy hai đứa Yoyo và Gigi chào đón đến một tình yêu vô điều kiện. Và tất nhiên bước tiếp theo sẽ là làm sạch và chăm sóc da rồi. Bởi vì với việc phải make up liên tục mỗi ngày thì chỉ cần có thời gian rảnh là mình sẽ tẩy trang ngay để giảm áp lực cho da nhất có thể. Bước đầu tiên để loại bỏ lớp make up là massage dầu tẩy trang. Ở bước này thì điều quan trọng nhất là massage đều tay và kỹ càng ở những vùng đọng nhiều cặn make up và bã nhờn như là cánh mũi này, dưới mắt này hay là dưới cằm. Bước thứ hai là rửa mặt bằng máy rửa mặt. 2 tháng nay thì nhờ Emporio Luna 3 mà quy trình làm sạch da của mình từ 3 bước chỉ còn 2 bước thôi, nhanh và sạch hơn rất nhiều. Mình là một đứa thực sự bị ám ảnh bởi việc làm sạch da bởi vì mình tin rằng là một làn da sạch thì mới có thể khỏe và sẵn sàng cho bước dưỡng da. Và bây giờ thì đã đến lúc tắm cho Yoyo và Gigi rồi. Nghe sẽ hơi kỳ lạ nhưng mà mình cực thích tắm cho Yoyo và Gigi mỗi khi có thời gian rảnh. Bởi vì hai đứa như có một cái năng lực đặc biệt gì đấy để thu hút sự tập trung của mình đến 100%, giúp mình không còn phải nghĩ đến những lo lắng trong công việc nữa. Yêu nhất là khi hai đứa đã được tắm xong sạch sẽ, thơm tho thì trông y hệt như hai con gấu bông ấy. Tắm xong cho con thì đến lượt mẹ thôi. À, chải khô là phương pháp chăm sóc da cho body mình mới biết đến gần đây nhưng đã cực mê bởi hiệu quả của nó. Chải khô sẽ giúp loại bỏ tế bào chết cho da hiệu quả hơn nhiều lần so với tẩy da chết thông thường và đồng thời sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, thải độc và đặc biệt là giảm mỡ dưới da. Cách làm thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần chải theo hướng về phía tim, bắt đầu từ dưới bàn chân và di chuyển dần lên trên. Bạn nhớ là chải nhẹ nhàng và đều tay để da không bị đỏ tấy và khô ráp nhé. Một tuần chải khô 3-4 lần, mỗi lần 5-10 phút là bạn sẽ thấy làn da cơ thể thay đổi rất khác biệt. Mình đã loại bỏ được hoàn toàn phần da sậm màu dưới cánh tay và cả vòng 3 nhờ chải khô đấy. Sau khi chải khô và tắm thì bạn nhớ sử dụng body lotion nhé, bởi vì da lúc này sẽ ngấm dưỡng chất cực nhanh và giữ ẩm cực tốt đó. Với da mặt thì chân ái của mình là Emporio UFO, chiếc máy đắp mặt nạ cho quy trình chăm sóc da tại nhà của mình ngắn gọn hơn nhiều mà vẫn giữ được hiệu quả như khi đi spa. Với ban ngày thì mình sẽ sử dụng mặt nạ Make My Day của Emporio. Mỗi khi dùng mặt nạ của Emporio thì mình có thể bỏ qua 2-3 bước dưỡng da mà da vẫn đủ ẩm. Thank you.
không chỉ sử dụng được với mặt nạ, mình còn dùng UFO với các loại tinh chất và kem dưỡng. UFO có công nghệ sóng âm T-Sonic độc quyền của Fario, kết hợp với nhiệt trị liệu nóng, lạnh và ánh sáng đèn LED nhiều màu với hiệu quả khác nhau, giúp cho dưỡng chất thấm sâu vào bên trong và tăng hiệu quả dưỡng da lên nhiều lần. Nhiệt trị liệu ấm giúp khởi động sẽ làm nóng da lên cho lỗ chân lông nở ra và dưỡng chất thẩm thấu toàn bộ vào da. Nhiệt trị liệu lạnh sẽ làm se khít lỗ chân lông và khóa dưỡng chất lại, và sóng âm T-Sonic thì sẽ giúp massage đẩy dưỡng chất đi sâu vào dưới da, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất. Đèn LED đỏ thì sẽ giúp tăng sinh collagen, chống lão hóa và phục hồi da. Đặc biệt là một liệu trình đắp mặt nạ của em ấy chỉ 90 giây thôi, cộng với kết hợp với kem dưỡng da chỉ chưa đầy 5 phút, ngang với thời gian dưỡng da bình thường mà làn da căng mọng, khỏe và đủ ẩm cực kỳ thích. Đây là điều linh thích nhất của em UFO so với các dòng máy chăm sóc da hiện tại, bởi vì tiết kiệm được thời gian hơn nhiều lần mà vẫn hiệu quả. Fario UFO có thiết kế máy và mặt nạ rất thông minh nữa, nhỏ gọn trong lòng bàn tay và cực kỳ tiện lợi khi đi du lịch hay là đi làm. Và đây đã là toàn bộ liệu trình spa cho toàn thân tại nhà của Linh rồi mọi người ạ. Mình nghĩ rằng để có một cuộc sống cân bằng thì bên cạnh công việc, chúng ta vẫn nên dành cho bản thân một khoảng không gian riêng để tách khỏi những xáo trộn của cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã cùng mình thư giãn và hy vọng bạn cũng có một vài phút dễ chịu. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong một video sắp tới nhé.